Xin chào các bạn đang theo dõi PKT Tiểu sử Giang Hồ, người nổi tiếng. Giang Hồ, hai tiếng thôi cũng đủ khiến người ta không khỏi ớn lạnh đến ghê người. Có một thời nói đến Giang Hồ đất mỏ là người ta nhắc tới kiểu hành xử giải quyết ân án nói trước làm sau. Giang Hồ đất cảng vừa nói vừa làm, còn Giang Hồ Nam Định thì không nói mà làm luôn. Một thời tin tức về đại ca Giang Hồ khét tiếng đất Nam Định, Nam Trình Bắc Chiến khiến bao kẻ phải bạt vía kinh hồn. Nhưng sông có lúc, khi các cơ quan chức năng ra quân trấn áp, nhiều đại ca giang hồ bỏ sới bạt tăm, nhiều kẻ sộ khám, và trong câu chuyện đó, nhiều đại ca nổi tiếng trong ngũ hổ thành Nam, tứ trụ thành Nam, gió lộng cải tà theo chính. Câu chuyện về quá khứ đao búa và câu chuyện về cuộc sống hoàn lương của những đại ca giang hồ đất Nam Định một thời khiến báo giới tốn không biết bao nhiêu giấy mực. 1. Sơn Điền. Sự ra đi của Sơn Điền, một tay anh chị thuộc hàng giang hồ đời đầu của đất Nam Định mới đây. Sau chuỗi ngày dài sống trong cảnh bệnh tật khổ sở, do bị hai sát thủ chém cách đây vài năm, là sự chấm hết cho một đế chế mà mỗi khi nhắc về giang hồ Nam Định, người ta đều phải điểm danh ông vua không ai này ở vị trí số 1. Nếu như nhìn vào thực tế tình hình an ninh trật tự ở Nam Định hiện nay, không nhiều người có thể tưởng tượng được rằng trước kia vào thời kỳ những năm 80-90 của thế kỷ trước, thành phố này là xứ sở của giới lưu manh, trộm cắp, cướp bóc. Trăm xứ xưng tên, nghìn kẻ xưng hùng, giới thanh niên Nam Định trong một khoảng thời gian sau năm 1975 đã đua nhau đi làm tướng cướp. Không ít băng nhóm với những tên tuổi đình đám giang hồ Nam Định trong thời kỳ này được coi là hưng thịnh nhất khi ở bất kỳ nơi đâu, người ta cũng nhắc đến những câu chuyện xoay quanh chuyện cướp và cướp. Nếu Hà Nội có Sơn Bạch Tạng thì Nam Định có Sơn Điền. Hai người này đều cầm tinh con hổ. Đã có lúc giới giang hồ cả nước coi họ là hai hổ cát cứ hai vùng đất. Nhưng nhắc đến Sơn Điền, không thể không nhắc tới Tuấn Xuyên. Đây thực sự là một cặp song sát, từng là nỗi khiếp sợ của người dân lương thiện thành Nam. Dưới trướng hai người này có tới hàng chục đàn em, mà kẻ nào cũng thuộc hàng giao phà. Chỉ cần nhận lệnh đàn anh là lên đường, không phân biệt đúng sai. Cặp bài trùng này hoạt động bảo kê quán xá, bảo tiêu tiểu thương chợ Rồng, nơi kinh doanh sầm uất nhất của đất Nam Định thời bấy giờ. Không chỉ thế, hoạt động của đám này vươn khắp các lĩnh vực. Nếu Sơn Điền khôn khéo, biết cương biết nhu, đúng lúc, nên được ví như quan văn, thì Tuấn Xuyên đánh người như đập đất, tính tình nóng nảy như Trương Phi, nên được ví như quan võ. Nợ máu nhiều, nên kẻ thù của hai người này không ít. Sơn Điền khi đã có tiền, ông ta thành lập doanh nghiệp, nhưng ân oán vẫn chất chồng. Cho đến tháng 10 năm 2016, tại sân bóng quảng trường Hòa Bình, Nam Định, Sơn Điền bị hai đối tượng bịt mặt dùng hung khí chém khi ông ta đang ngồi xem đá bóng. Hai sát thủ tẩu thoát trong chớp mắt. Cho đến bây giờ thủ phạm vẫn là một ẩn số. Tuy nhiên, ai cũng có thể hiểu, đối thủ của Sơn chắc chắn phải có thâm thù mới ra tay một cách quyết liệt, quyết tâm lấy mạng như vậy. Thoát được cái chết thời điểm đó, nhưng những vết thương khiến ông ta hoàn toàn tàn phế, phải nằm viện triền miên trong tình trạng sống thực vật, cho đến khi tư giã cuộc đời cách đây không lâu. 2. Bùi Thanh Phúc, tức Phúc Nhiếp. Từng là những tay anh chị có số có má trong giới giang hồ, từng xưng hùng xưng bá dọc ngang trời đất, từng có thâm niên ăn cơm tù mặc áo sọc. Nhưng sau bao năm tung hoành ngang dọc, họ đã thức tỉnh để trở về với cuộc sống lương thiện, đoạn tuyệt với con đường cũ. Những tay anh chị khét tiếng một thời đã chấp nhận gác lại quá khứ sau lưng để làm lại cuộc đời. Bùi Thanh Phúc sinh năm 1961. Cái tên Phúc Nhiếp mà giới giang hồ hay gọi thực tế là tên ghép của Phúc với người thân sinh ra mình. Bố mẹ Phúc đều là công nhân nhà máy dệt Nam Định. Là con trai út trong gia đình có ba chị em, nên Phúc khá được nuông chiều. Vốn thông minh, sáng dạ, Phúc học khá tốt, đặc biệt là môn văn. Phúc từng đạt được điểm 9 trong kỳ thi vào cấp 3 và cũng là học sinh giỏi cấp tỉnh lúc bấy giờ. Với lứa tuổi của mình, để lấy số và nhanh chóng tạo được chỗ đứng trong thế giới ngầm, Phúc quyết định tập hợp đàn em để làm những phi vụ táo bạo. Ban ngày đi thám thính địa bàn, ban đêm khi có thời cơ thuận lợi là Phúc và đồng bọn đột kích để cướp sới bạc của các tay anh chị khác. Có tiền, Phúc ném vào những cuộc chơi để bao đàn em.
Sau này nhiều lúc Phúc coi đi cướp như một trò tiêu khiển. Có những lần chúng rủ nhau vào công viên, gặp đôi trai gái nào đang ngồi tâm sự, Phúc chấn tiền, lột hết quần áo, bắt họ hát, rồi sau đó đẩy xuống hồ, gây nhiều tai tiếng. Phúc Nhiệp đã ở trong tầm ngắm của cơ quan công an. Nhưng cứ lần nào cơ quan chức năng tổ chức vây bắt, y rằng Phúc đều có linh cảm và trốn thoát. Nhưng rồi chạy trời không khỏi nắng, đúng lúc tên tuổi của Phúc đang nổi như cồn thì hắn lại bị bắt, mà ngay chính hắn cũng không thể ngờ tới được. Phúc vẫn còn nhớ đó là một ngày tháng 4 năm 1983, sau khi đã thực hiện tới 4 phi vụ cướp trong một ngày. Phúc Nhiệp cùng đàn em đi thác loạn. Trên đường tình cờ Phúc bị công an giữ lại để kiểm tra hành chính. Trong lúc đang trình bày hoàn cảnh thì một nạn nhân của Phúc sau khi bị cướp đã đến công an trình báo. Ngay lập tức người này nhận ra Phúc chính là thủ phạm đã gây ra vụ cướp của mình. Phúc bị bắt ngay tức khắc và bị tòa án Hà Nam Ninh xử phạt 20 năm tù giam về tội cướp có vũ khí. Sau khi bị kết án, Phúc bị đưa về trại giam Ninh Khánh. Vốn đang quen với cảnh tự do, khi bước chân vào chốn lao tù, không lúc nào trong đầu Phúc lại không vạch ra kế hoạch để trốn trại. Chỉ hơn một năm ở trong tù, bằng những mánh khóe học được từ những bạn tù lâu năm, cộng thêm sự danh mãnh vốn có, Phúc Nhiệp đã trốn trại thành công và còn nhiều lần vượt ngục khác. Phúc vào trại giam Thanh Cẩm, Thanh Hóa. Đây là trại giam có tiếng của Bộ Công an, chuyên giam giữ những đối tượng phạm tội hình sự sừng sỏ, có mức án cao giống như Phúc. Những đối tượng này đều là những tay anh chị giang hồ khét tiếng từ các tỉnh như Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh. Bị giam chung với các đối tượng này, giữa Phúc Nhiếp và các đối tượng trên âm thầm diễn ra một cuộc chiến phân ngôi thứ. Một lần giữa Phúc và một đại ca đến từ Quảng Ninh xảy ra xích mích. Để khẳng định vai trò là đại bàng của trại, Phúc âm thầm lên kế hoạch tiêu diệt kẻ thù. Án chồng án, tổng cộng Phúc Nhiếp phải chịu tới 30 năm tù giam. Tưởng chừng như con đường trở về phía trước đã khép lại với Phúc, thì một sự việc xảy ra đã làm thay đổi số phận của gã giang hồ Thành Nam. Đó là lần Phúc lập công chuộc tội, giúp cán bộ trại bắt lại được 7 đối tượng trốn trại. Nhờ thành tích này, cộng thêm quá trình cải tạo tốt, một năm sau đó, ngày 30 tháng 4 năm 1995, Phúc Nhiệp đã được giảm án và đặc xá trước thời hạn. Ít người biết rằng, bên cạnh việc buôn bán, với kinh nghiệm của mình, Phúc Nhiệp đã không ít lần cai nghiện thành công cho những người lầm lỡ. Anh giúp họ tránh xa với ma túy và tạo việc làm cho họ ở ngay chính trong quán rượu của mình. Cái tên Phúc Nhiếp đã lùi vào quá khứ. Không ít người đến quán rượu của anh giờ chỉ còn biết đến Phúc như một ông chủ quán nhiệt tình và chu đáo với khách. Phúc bảo, đó chính là món quà giá trị mà anh luôn giữ gìn và trân trọng. Tiểu sử Đức Cổ Lễ, tổ chức 500 anh em Thịt Thuận Adam, chuyên xé vé đại ca gớm mặt. Xin chào 500 anh em đang theo dõi PKT Tiểu sử giang hồ người nổi tiếng. Nhắc đến cái tên Đức Cổ Lễ, dân giang hồ trong Nam ngoài Bắc có lẽ đều biết tiếng. Đức Cổ Lễ quê ở Nam Định, dân xã hội khét tiếng một thời. Từ trong trường trại đến ở ngoài xã hội, bao nhiêu đại ca đất Hà Nội đã bị anh Đức Cổ Lễ xé vé nhiều không đếm xuể. Tên tuổi anh lẫy lừng đã đi vào huyền thoại. Hãy cùng PKT tìm hiểu tiểu sử của Đức Cổ Lễ. Dân xã hội khét tiếng từ trường trại ra xã hội, chuyên xé vé đại ca gớm mặt, một nhân vật từng làm dậy sóng thế giới ngầm của đất Hà Thành và Sài Gòn trong danh sách phát tiểu sử giang hồ người nổi tiếng, phát sóng vào 3 khung giờ 11 giờ, 12 giờ và 18 giờ trên PKT. Quá khứ giang hồ ngang tàng. Đức có bị kỷ, có luật buồng không chú? Riêng nói thẳng luôn về nói Đức của lễ không bao giờ bị luật buồng nhá, Huy Lổ ạ. Thế thì dám nói luôn, vì thế nên ở với những người anh em của Đức của lễ ở trong nhà tù cũng đã kể rồi. Đức của lễ trong nhà tù cũng như xã hội, Huy Lổ ạ. Và thế nên dám nói luôn là thế nên uy tín luôn, làm gì có làm luật không có, cũng như anh Đoàn Nam Thái đấy, ai ở Nam Định biết gì có chuyện vào tù làm luật anh Đoàn Nam Thái, với Đức của lễ cũng là con số đó các bạn ạ. Còn các anh lớn ở xã hội từ Hà Nội đến Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ninh thôi, người ta đã anh lớn, anh gọi là anh, người ta gấu thất thụ mà, người ta đi đâu gì có tự luật, mà người ta chỉ có luật người ta thôi, nói thẳng luôn. Gã đẹp trai nhưng cũng rất nóng tính, nên sẵn sàng đâm chém kẻ khác dù bất cứ lý do gì. Tính quái hung hãn với đám bạn bè, đối tác là dân xã hội, song mỗi lần có việc va với lực lượng công an để đối phó với cơ quan điều tra, gã luôn mang theo bùa hộ mệnh
là bệnh án tâm thần. Đầu tiên, cùng tìm hiểu về lý lịch giang hồ Đức của Lễ. Tên thật Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1983, mất năm 2017, quê quán xã Bình Minh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, biệt danh Đức Cổ Lễ. Các biệt hiệu Cổ Lễ gắn với địa danh nơi gã sinh ra, có thị trấn cách nhà hắn tên Cổ Lễ. Bệnh tật tâm thần. Một số kẻ từng gắn bó với Đức Cổ Lễ kể, trong khi đám đàn em của gã thích dắt dao kiếm theo người, thì Đức rất đặc biệt, chỉ chơi hàng nóng. Súng luôn luôn được Đức lấy ra bóp cò, vừa thị uy đối thủ, vừa đặt bằng được ý đồ phạm tội. Đặc biệt, tính cách của Đức ít nói. Hắn rất thích chinh phạt Nam Bắc, nhưng không thích bắt nạt kẻ yếu. Ngược lại, Đức Cổ Lễ thích xé vé bộ đội già, nên rất nhiều kẻ thù. Tuy nhiên, rất khó để tiếp cận và lấy số được Đức, khi ít nhất trong người hắn lúc nào cũng lăm lăm hai khẩu súng K-54 trong người. Gia đình của Đức rất cơ bản, bố mẹ là cán bộ nhà nước. Gã cũng được bố mẹ nuôi ăn học tử tế. Nhưng bản tính nóng nảy ngang tàng, chỉ học hết lớp 12 là Đức nghỉ. Gã lăng bạt lên Hà Nội, xăm trổ đầy người và nhập dần vào giới giang hồ với những vụ cho vay nặng lãi, đao búa. Xin được điểm ra những chiến tích giang hồ cực khủng của Đức Cổ Lễ. Tháng 8 năm 2007, do anh Nguyễn Trọng Tuấn ở Ba Đình, Hà Nội vay tiền Đức chưa trả được, nhất là thấy thái độ của con nợ coi thường mình, Đức Cổ Lễ rủ hai đối tượng hiện chưa xác định được đi tìm xử anh Tuấn. Khi gặp anh Tuấn tại ngã ba Giảng Võ, núi Trúc, thuộc phường Kim Mã, Ba Đình, hai đối tượng kia lập tức dùng dao gây thương tích cho anh Tuấn. Nạn nhân bỏ chạy sang đường thì Đức dùng xe máy lao theo đâm anh Tuấn ngã ra đường. Thấy nạn nhân gục xuống, Đức cúi xuống đè, hôm nay cảnh cáo, lần sau còn chây ỉ sẽ là ngày giỗ của mày. Sau vụ việc đó, Đức bỏ lại vợ con ở Hà Nội trốn vào trong Nam. Đến ngày 2 tháng 1 năm 2009, gã mò ra Hà Nội, đến vũ trường Đại Nam chơi thì bị công an phường Hàng Bột, Đống Đa bắt giữ theo lệnh truy nã. Sau đó, tòa án quận Ba Đình xử phạt Đức 6 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích. Từ những cuộc lấy số không đếm xuể, cái tên Đức Cổ Lễ càng được viral và trở thành giang hồ cộm cán và khá có tiếng tăm trong giới xã hội đen. Năm 2011, Đức ra tù nhưng gã không bỏ nghiệp giang hồ. Dù đã có vợ và ba con đang sống tại Hà Nội, nhưng Đức vẫn nhập vào một băng nhóm đa số gốc Bắc, chuyên hoạt động bảo kê các quán hàng rồi đòi nợ thuê, đâm thuê chém mướn tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, địa bàn hoạt động của chúng rất rộng. Nếu có hợp đồng ở các tỉnh phía Bắc thì chúng cũng đáp máy bay ra ngay để thực hiện. Ngoài các hung khí như dao kiếm, nhóm của Đức lúc nào cũng có súng trong người. Đặc biệt là Đức rất thích sử dụng súng để bắn đùng đoàng trong các cuộc cạnh tranh giữa các băng nhóm để thể hiện đẳng cấp đàn anh. Đức Cổ Lễ và đàn em gây ra là vụ việc dằn mặt chấn động giới giang hồ, khi phía bên kia là nhóm của Phạm Đức Thuận, tức Thuận Adam, tại nhà hàng Sen Đông Dương ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 18 giờ ngày 5 tháng 6, khi đang nhậu tại nhà hàng này, nhóm của Thuận có gọi điện cho Đức Cổ Lễ đến gặp để thương lượng giải quyết mâu thuẫn giữa hai bên trước đó. 15 phút sau, Đức đi cùng Đào Xuân Nam, tức Nam Con, đến ngồi cùng bàn nói chuyện, nhưng hai bên không tìm được tiếng nói chung nên Đức và Nam Con bỏ về. Đến 21 giờ cùng ngày, Đức, Nam cùng ba đàn em quay trở lại, đạp cửa xông vào phòng VIP 5 nơi Thuận, Tùng Con và một số bạn bè đang ngồi nhậu. Một trong ba đàn em của Đức rút súng giống súng K-54 chĩa thẳng vào Thuận khống chế, buộc mọi người trên bàn ngồi im, ai nhúc nhích sẽ bị bắn. Đức lao đến tóm cổ Tùng Con lôi ra ngoài và dùng tay ra hiệu cho đàn em cầm mã tấu sử Tùng Thuận, khiến cả hai gục tại chỗ. Cùng lúc đó, một tên đàn em khác cầm súng từ ngoài đi vào, nhưng Đức ra hiệu mọi việc đã giải quyết ổn thỏa, không cần nổ súng. Sau khi gây án, Đức bỏ trốn. Khám trong chiếc túi sách màu nâu Đức mang theo bên người, các trinh sát thu được một khẩu súng ngắn K-59, một băng tiếp đạn có 7 viên đạn, một khẩu súng ngắn K-54, trong băng tiếp đạn có 7 viên đạn, 5 điện thoại di động các loại, 8 sim điện thoại khuyến mại các loại. Sau vụ này, Nam Con đã ra đầu thú tại công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, còn Đức Cổ Lễ trốn ra Bắc. Lật tẩy bùa điên trẻ tội ác. Mặc dù cực kỳ côn đồ và gây ra hàng loạt vụ việc vi phạm pháp luật, nhưng giống như một số đàn anh giang hồ khác, Đức Cổ Lễ cũng có cho mình bệnh án tâm thần. Chính bệnh án này đã một lần cứu Đức thoát sự trừng phạt của pháp luật khi bị công an tỉnh Thái Bình bắt giữ về tội cố ý gây thương tích. Sau đó, do có bệnh án tâm thần nên Đức được đình chỉ điều tra. Lúc đầu, khi bị lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Hà Nội bắt giữ theo quyết định truy nã của công an quận 1 về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Đức Cổ Lễ đã khai nhận khá thành khẩn về hành vi phạm tội của mình. Thế nhưng những ngày sau đó, chắc nhớ ra mình đang có bùa hộ mệnh tâm thần nên Đức lại giả vờ điên. Gã giả vờ nói làm nhảm rồi kêu đau đầu, rồi khi điều tra viên hỏi thì nói không biết, không nhớ.
Gã còn nghĩ ra những lời khai mới ngô nghê như kiểu mang hai khẩu súng về để chôn vào mộ cho ông chú làm trong lực lượng vũ trang mới mất, để đêm chú trở về lấy súng mang đi. Tâm thần mà lời khai của gã rất khôn ngoan, tính toán kỹ lưỡng cả việc đổ nguồn gốc của những khẩu súng gã mang theo cho một người đã mất từ năm 2013 vì bệnh trọng. Theo các điều tra viên, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác nghi vấn Đức Cổ Lễ từng vi phạm pháp luật để điều tra mở rộng vụ án, kiên quyết làm rõ các hành vi phạm tội của Đức. Mặc cho là chùm giang hồ khiến dân xã hội đen từ Bắc chí Nam ghê sợ, cũng như gây ra hàng loạt vụ việc vi phạm pháp luật, nhưng Đức Cổ Lễ lại tậu cho mình bệnh án tâm thần. Chính bệnh án này đã một lần cứu Đức thoát sự trừng phạt của pháp luật. Cũng vì có bệnh án tâm thần, Đức được Công an thành phố Hồ Chí Minh đưa đi chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Quá trình sinh hoạt điều trị tại bệnh viện tâm thần, Đức Cổ Lễ đã xảy ra xích mích với nhiều người đang chữa trị tại viện, trong đó có Mạc Như Thâu, sinh năm 1992, trú tại Thới Quảng, Bình Phước. Thâu cũng bị đưa đi điều trị bắt buộc sau khi gây ra một vụ lấy mạng một người. Vì xích mích nên đêm ngày 14 tháng 4, đối tượng Thâu đã bất ngờ dùng hung khí đâm Đức. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Đức Cổ Lễ đã được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng, Đức Cổ Lễ đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Cái chết của Đức Cổ Lễ khiến giới giang hồ từ Bắc chí Nam xôn xao nhiều ngày. Được biết, cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm ngay trong đêm. Thi hài Đức được chuyển ra Cổ Lễ Trực Ninh Nam Định giao cho gia đình làm mai táng. Vậy là một Đức Cổ Lễ được coi là anh lớn khiến giới hắc đạo chao đảo. Phần Adam dù có khét lẹt vẫn gục xuống dưới chân của Đức. Máu liều lĩnh, lấy mạng người như ngoé đã khiến Đức Cổ Lễ phải trả giá. Vì thế khi Đức mất mạng, vì bị kẻ thù đâm lén sau lưng trong bệnh viện điều trị tâm thần, Đức đã bị sát hại. Một cái kết mà có lẽ Nguyễn Văn Đức không hề nghĩ tới trong những ngày còn tung hoành. Tiểu sử giang hồ Dũng Độ, 19 tuổi lĩnh án tử, vì anh em xã hội ngồi tiếp 30 năm, cay đắng nghĩ hai chữ gia đình. Nam Định những năm 90, Dũng Độ là một cái tên cực kỳ khét tiếng, từng dính án tử hình và rồi được tha tội chết. Nhưng khi trở về với xã hội, những tưởng Dũng Độ sẽ hoàn lương và cuộc đời ông ta sẽ sang trang mới. Thế nhưng hắn lại không biết tu tâm dưỡng tính. Sau một loạt những tội danh như hiện Dũng đang phải thi hành án 30 năm tại trại giam Ninh Khánh, chẳng biết ngày trở về, khi giờ đây Dũng đã 54 tuổi. Và đến khi Dũng Độ ra tù cũng phải đến năm 2045, nghĩa là đến năm 80 tuổi Dũng mới được trở về. Nhưng ít ai biết được Dũng có thể giống với những người khác chỉ có 60 năm cuộc đời. Hãy cùng PKT tìm hiểu tiểu sử của Dũng Độ, một nhân vật từng làm dậy sóng thế giới ngầm. 19 tuổi lĩnh án tử, vì anh em xã hội ngồi tiếp 30 năm, cay đắng nghĩ về hai chữ gia đình. Trong danh sách phát tiểu sử giang hồ người nổi tiếng, phát sóng vào 3 khung giờ, 11 giờ, 12 giờ và 18 giờ trên PKT. Dũng Độ từng thoát án tử hình. Anh tên tuổi là gì nhỉ? Tôi là Nguyễn Đào Tạo. Nguyễn Đào Tạo, vâng. Anh sinh năm bao nhiêu? Sinh năm 1961 ạ. Anh hộ khẩu ở đâu? Nam Định. Anh đọc hộ khẩu địa chỉ cụ thể. Số nhà 5 tổ 10, tổ 24, phường Lộc Vượng. Thành phố Nam Định, lên đây có việc gì? Lên đây ông anh ông rủ tôi lên đây là đi nộp tiền cho khoa đông ở huyện Thanh Trì. Anh ngoài tên là gì đọc? Đây là Nguyễn Tiến Dũng. Nguyễn Tiến Dũng ạ. Anh sinh năm bao nhiêu? 1969. 1969 ạ. Anh hiện hộ khẩu đang ở đâu? Ở trên 3498 trên đường Vượng, Nam Định. Rồi hôm nay anh đi đâu đấy? Đi ra ngoài Nam Định chơi thì mẹ anh rủ đi đóng lên đóng tiền con, tiền cho con anh ấy. Anh đi từ đâu? Đã đi từ Nam Định. Nam Định đi. Rồi. Rồi. Anh có biết cái số hung khí kia ở đâu không? Không biết nữa. Thế em biết không? Bảo rằng người lên mình đi ra, thế là đi ra anh ấy rủ đi lên đóng tiền cho con anh ấy. Anh xuất phát đi từ đâu? Đã đi từ Ninh Bình ra Nam Định, Nam Định. Anh đi taxi, anh đi ra Nam Định, tập trung ở Nam Định, anh đi cái gì? Vâng, em thì không, em đi xe ô tô của em. Em mà đi ra đấy thì xe ô tô em cho mượn, và anh ấy tiện anh ấy rủ đi chơi thì đi chơi đâu? Đi bảo đi lên trên huyện Thanh Trì đóng tiền gì? Tiền tiền gì thì thi hành án. Thi hành án. Đi từ đâu? Đi từ mấy giờ? Đi từ lúc một giờ. Đã nộp chưa? Đã nộp rồi, vừa nộp xong. Đi ra đây thì thấy kiểm tra thì bắt thôi. Vâng. Rồi, anh đọc tên tuổi đầy đủ của mình. Vũ Minh Châu tức Dũng. Vâng, Vũ Minh Châu tức Dũng đúng không? Vâng. Anh sinh năm bao nhiêu? Sinh năm 58. Rồi, anh hộ khẩu thường trú ở đâu? 14/5 ngõ Bắc Ninh. Phố Bắc Ninh, phường Nguyễn Du, Nam Định. Rồi, hộ khẩu anh ở đâu? Hộ khẩu tôi ở đây luôn. Hôm nay anh đi đâu? Tôi lên nộp thi tiền thi hành án ở phòng
thi hành án thanh trì cho con trai tôi. Rồi, anh đi cùng với những ai? Tôi đi cùng với mấy anh này. Anh đọc tên tuổi anh qua. Tên Nam, tên Dũng, tên Tưởng. Rồi, quan hệ với anh các người này là như nào? Bạn thôi, thì hôm nay các anh bảo anh đi Hà Nội thì tôi bảo thế cho tôi đi nhờ, cho nên tôi nộp phòng tiền cho con tôi. Cái gì là của ai? Cái thật của anh là tôi cũng biết. Anh đi xuất phát từ đâu? Xuất phát ở nhà thôi. Từ nhà đi. Vâng. Thế các bạn của anh cũng tập trung ở nhà anh không đi à? Hay như nào? Không, các anh ấy đến đây các anh đón rồi tôi đi luôn thôi. Rồi. Ăn cơm tôi đi. Rồi. 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 Anh đọc đầy đủ tên tuổi địa chỉ. Vâng, em tên Đỗ Xuân Lam. Đỗ Xuân Lam, anh sinh năm bao nhiêu? 1969. Hộ khẩu thường trú của anh ở đâu? Ở 45 trên đường Trần Hưng Đạo, Nam Định. Rồi, anh hiện ở đâu? Em ở đấy. Anh nghề nghiệp làm gì? Em tự do. Rồi, hôm nay anh đi có việc gì đấy? Lên có bạn gái gọi lên chơi. Anh chơi người yêu à? Không phải người yêu, bạn bè. À. Thế anh đi thì xuất phát từ đâu? Đi ra ngoài đường em gọi taxi thôi. Thế à? Thế anh có hẹn gì với các bạn của anh? Thế đi qua cổng phố thì gặp ở đâu thì anh tiện lên bảo anh đi lên lộp đi hành án cho con anh. À, lên cho vui gì? Dạ. Vâng. Anh nhàn nhỉ? Chơi. Thế anh không biết cái số vũ khí này là từ đâu ra? Không, em không biết. Là em của anh Thái Độ. Mọi người ạ. Ở Nam Định, anh cũng là một người giang hồ đất Nam Định. Những cái thập niên 1980, anh Dũng Độ nổi lên nhưng mà ở dưới giang hồ Nam Định rất là đình đám và có va chạm với anh Sơn Điền. Sau đó anh Dũng Độ đã mua một khẩu súng và lên trên đường Vành Đai đó, ở chỗ đường Thái Bình và rút súng thử bắn mấy phát đạn lổ. Như đến khi mà gặp anh Sơn Điền có rút súng dí vào đầu bóp cò thì viên đạn đó thối, và sau này anh xảy ra một hai vụ nữa và bị công an tỉnh Nam Định xử mức án chung thân, xử ở tòa án nhân dân tỉnh. Lúc đó tòa án tỉnh đang ở đường Đông Kinh Nghĩa Thục đó. Và anh chấp hành án, anh xử chung thân và chấp hành án ở trại giam Thanh Cẩm. Đến khi những năm tháng anh cải tạo ở trại giam Thanh Cẩm thì Tế Điên có lên năm 1997 lên trại giam Thanh Cẩm. Thì lúc đó anh Dũng Độ và anh Phúc Nhiếp đang ở trên giam riêng bốn buồng. Để nói anh Dũng Độ ở trên trại giam Thanh Cẩm thì ai ở những năm tháng đó thì mọi người biết, anh ấy và anh Phúc Nhiếp cầm trịch quẫy Nam Định giúp đỡ anh em Nam Định rất nhiều đó. Nhưng khi Dũng Độ thì vẫn thế, con người anh vẫn trượt dài với những mảng xã hội. Bởi vậy anh lại tiếp tục bị bắt về tội mua bán và anh xử 32 năm. Người số má đẳng cấp thật sự ở nhà tù cũng như xã hội. Những thập niên ở những cái năm 90 mấy Tế Điên lên cái trại giam Thanh Cẩm ấy, anh Dũng Độ anh ấy gấu nguyên con, mà anh bao che, tức là bao bọc những người anh em Nam Định. Nhưng là Tế Điên lên thì chỉ được nghe kể cái giai thoại của anh Phúc Nhiếp và anh. Chỉ mới 18 tuổi, đại ca này đã nổi danh trong giới xã hội đen thành Nam với những chiến tích đâm chém khét tiếng, đặc biệt là việc thể hiện mối thù không đội trời chung với Tuấn Xuyên và Sơn Điền, hai ông trùm số 1 Nam Định vào thời điểm đó. Để biết thêm chi tiết, quý vị có thể xem video tiểu sử Dũng Độ, trùm khét tiếng Nam Định và mối thù với ông chủ Sơn Điền. Đầu tiên cùng tìm hiểu về lý lịch giang hồ Dũng Độ. Tên thật Nguyễn Tiến Dũng, biệt danh Dũng Độ. Năm sinh 1969, quê quán Trần Tế Sương, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Tiền án tiền sự 5. Có thể liệt kê ngắn gọn như sau. Năm 1988, Nguyễn Tiến Dũng từng bị phạt 1 năm tù về tội tàng trữ và sử dụng vũ khí quân dụng. Dũng Độ được hưởng án treo. Năm 1989, Nguyễn Tiến Dũng đã phạm các tội đoạt mạng người, cướp tài sản công dân, cưỡng đoạt tài sản công dân và cố ý gây thương tích, nên bị Tòa án Nhân dân tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình. Ngày 17 tháng 5 năm 1990, Nguyễn Tiến Dũng được Chủ tịch nước ân xá giảm án tử hình xuống chung thân. Năm 2005, sau một thời gian chấp hành án phạt tù, Dũng được đặc xá trở về địa phương.
Năm 2015, Dũng bị Tòa án Nhân dân thành phố Thái Bình xử phạt 5 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Năm 2015, trong thời gian tại ngoại chờ thi hành án, Dũng liên tiếp phạm các tội trộm cắp tài sản và sản xuất trái phép chất ma túy, để rồi với 4 lần ra tòa về các tội danh trên, Dũng phải chịu hình phạt tổng cộng là 30 năm tù. Theo hồ sơ phạm nhân năm 1988, khi mới 18 tuổi, Nguyễn Tiến Dũng từng bị phạt 1 năm tù vì tội tàng trữ sử dụng vũ khí quân dụng. Mặc dù tuổi đời còn trẻ, nhưng Dũng độ nổi danh trong giới xã hội đen Nam Định bởi những phi vụ đâm chém và cướp tài sản cực kỳ khét tiếng. Đặc biệt Dũng độ không đội trời chung với Tuấn Xuyên và Sơn Điền, hai ông trùm thời điểm đó. Dù không rõ nguồn gốc của mối thù này, nhưng cả hai băng đảng đều không đội trời chung với nhau. Dũng độ đã thể hiện bản lĩnh giang hồ của mình và trở thành đối thủ số 1 của Sơn Điền và Tuấn Xuyên. Tại thời điểm đó, không nhiều người dám đối mặt với Sơn Điền và Tuấn Xuyên, nhưng Dũng độ đã dám làm điều đó, ngay cả khi đánh Sơn Điền và Tuấn Xuyên nhưng không thành công. Mặc dù theo giới giang hồ Thành Nam kể lại, Dũng độ chuẩn bị một khẩu chó lửa để sử dụng để khử Sơn Điền. Sau đó thấy cảnh Tuấn Xuyên chở Sơn Điền trên xe Win thì móc ra bắn Tuấn Xuyên ngay lập tức. Tuy nhiên lúc đó đạn lại không nổ, khiến kế hoạch thất bại. Dũng độ tiếp tục phục kích lần hai và lần này đi cùng một đàn em. Lần nữa Dũng độ vẫn móc chó lửa kề vào đầu Sơn Điền vào bắn nhưng đạn vẫn không nổ. Đàn em của Dũng độ thấy thế liền giật chó lửa và bắn thêm một phát nhưng không có tiếng đạn nào vang lên. Giới xã hội đen Nam Định cho rằng lúc đó Sơn Điền quá cao số, nhưng cũng có tin đồn khẩu chó lửa do Dũng độ bị cưa kim hỏa. Nếu không, thì Sơn Điền đã về thế giới bên kia. Đương nhiên, những năm 90 mà dám động vào Sơn Điền và Tuấn Xuyên theo kiểu sống còn như vậy thì chỉ có duy nhất một mình Dũng độ. Đặc biệt, lúc đó chỉ mới 19 tuổi, cho thấy độ khát máu của đại ca khét tiếng Nam Định này là như thế nào khi phang Sơn Điền và Tuấn Xuyên không chết. Dũng độ bị truy nã đỏ ngay lập tức, bởi lúc đó Sơn Điền đang là em kết nghĩa của Phó Giám đốc Công an thành phố Nam Định, Phan Văn Vĩnh. Cho nên, Dũng độ bị truy lùng gắt gao trong suốt một thời gian và bị truy nã đỏ. Biết mệnh chẳng còn gì để mất, Dũng độ đã thực hiện rất nhiều vụ cướp tại Nam Định. Tuy nhiên, lưới trời khó thoát khi đại ca này bị bắt. Sau đó không lâu, bản án ngày 4 tháng 9 năm 1989 cho thấy Nguyễn Tiến Dũng đã phạm các tội giết người, cướp tài sản công dân, cướp đoạt tài sản công dân và cố ý gây thương tích. Do đó bị Tòa án Nhân dân tối cao tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình. Ngày 17 tháng 5 năm 1990, Nguyễn Tiến Dũng được Chủ tịch nước ân xá giảm từ án tử hình xuống chung thân. Như đã liệt kê bên trên, Dũng độ liên tiếp ghi tên mình trong danh sách can phạm với nhiều lần hầu tòa cùng đồng bọn. Cũng có lần Dũng độ một mình hầu cả tòa, nói về việc thoát án tử. Sau đó liền lúc xác lập kỷ lục ghi liên tiếp 3 lần tội danh. Dũng độ cười và nói, toàn bạn bè rủ dê cả, đến lúc đi tù thì tội nọ lộ tội kia thôi. Người đàn ông này cho biết trong suốt quãng thời gian 15 năm cải tạo ở trại giam Thanh Cẩm, Dũng đã từng rất thấm thía về sai lầm của mình. Ông ta từng thừa nhận đã tự trách bản thân và hứa sau này ra tù sẽ sống tử tế để bố mẹ đỡ phải đau lòng. Nhưng mỗi khi ra tù, Dũng lại tiếp tục sai lầm. Khi Dũng độ đi tù, thì giới giang hồ Nam Định xảy ra một sự việc chấn động. Đại ca Tuấn Xuyên bị bắn tử vong, mất luôn số tại chợ Rồng. Sát thủ giấu mặt cho đến nay vẫn chưa được tìm ra. Lúc đó có người nghi ngờ rằng chính Dũng độ trốn trại để thanh toán Tuấn Xuyên. Tuy nhiên chắc chắn là không phải đại bàng trại giam khi được tha án tử hình xuống án chung thân. Và chắc chắn Dũng độ không có cách để thoát ra vì phải chấp hành án tại trại giam Thanh Cẩm, Thanh Hóa. Đại bàng Dũng độ trong tù rừng rưng. Lúc này có một đại ca khét tiếng của Nam Định khác đang thụ án tại đây, đó là Phúc Nhiếp. Cả hai thường xuyên xảy ra đụng độ máu lửa với các phạm nhân khác. Lúc đó Thanh Cẩm đang cực kỳ khét tiếng bởi bản lĩnh, liều lĩnh và thước đo chứ không phải tiền. Cho nên để không phải lao động, các đại ca phải thể hiện mình bằng các thành tích đâm chém lấy số, đã quá quen với đao kiếm và súng. Ở Thanh Cẩm, Dũng Độ và Phúc Nhiếp gần như không ngán bất kỳ giang hồ nào từ tỉnh khác, đặc biệt cả hai thường xuyên xảy ra đụng độ máu lửa đến mức phải bị ban giám thị trại cho giam riêng trong rất nhiều năm liên tiếp. Đáng chú ý, trong trại Thanh Cẩm, Dũng Độ đã giúp đỡ rất nhiều giang hồ Nam Định lên trại này để hình thành một đám giang hồ Nam Định khá hùng mạnh sau hơn 15 năm thụ án. Năm 2011, Dũng Độ cùng các đồng đội lên Hà Nội. Không biết có cuộc va chạm nào, mang theo rất nhiều hàng nóng và bị 141 bắt lại. Ngoài Dũng Độ, còn có 3 người khác cũng khét tiếng không kém. Tuy nhiên đi đêm nhiều cũng có ngày gặp ma. Sau hơn 15 năm thụ án tại trại giam Thanh Cẩm, Dũng Độ được ra tù. Tuy nhiên với bản tính của mình, Dũng Độ vẫn tiếp tục phạm tội và chuyển sang kiếm tiền từ hình thức mới, đó là hàng cấm. Một việc làm cực kỳ thuận lợi.
Tuy nhiên, vụ này không trôi qua mà Dũng Độ và ba người khác khét tiếng Tạo Tăng, một bộ đội già thành nam cực kỳ khét tiếng với hàng nóng và lựu đạn luôn mang trên người từ những năm 90. Theo lời giải thích của Dũng Độ, ban đầu Dũng bị công an tỉnh Thái Bình bắt về tội mua bán ma túy, trộm cắp tài sản. Sau đó ông bị công an tỉnh Ninh Bình bắt vì tội trộm cắp ô tô và cuối cùng bị công an tỉnh Nam Định bắt về tội sản xuất trái phép chất ma túy. Theo lời Dũng thì trộm cắp không phải vì túng mà chủ yếu là để bạn bè có tiền rồi cùng tụ tập chơi. Dũng thản nhiên nói, mọi năm sinh nhật tôi thì chỉ tụ tập ăn uống hát hò. Năm đó để thêm mới lạ thì tính chuyện mua ma túy về phòng hát để anh em sử dụng. Muốn tăng độ phê, tôi mua mấy loại về nghiền rồi trộn lẫn thôi, thế là thành tội sản xuất. Theo lời Dũng kể thì vụ trộm cắp ô tô xảy ra ở Tam Điệp, Ninh Bình đêm ngày 8 tháng 8 năm 2014. Ông ta tham gia vì muốn giúp bạn có tiền tiêu chứ bản thân thì cũng không đến nỗi túng kém. Tối đó sau khi cùng nhau ăn nhậu xong, Nguyễn Tiến Dũng cùng ba người nữa, trong đó có Nguyễn Xuân Lai hiện vẫn đang trốn truy nã, rủ nhau đi ăn trộm. Dũng là người khởi xướng nhưng cả bọn lại không bàn bạc phân công cụ thể và chỉ là chở nhau đi lòng vòng. Thấy tài sản thì cùng thực hiện. Sau khi lấy trộm được chiếc ô tô nhãn hiệu Daewoo City trị giá hơn 250 triệu đồng của anh Nguyễn Trường An, cả bọn đem vào bãi xe gửi rồi tìm khách mua để bán. Khi có khách, Nguyễn Xuân Lai đã điều khiển xe đi bán nhưng trên đường đi do vi phạm luật giao thông nên bị công an tỉnh Thanh Hóa lập biên bản. Lai bỏ đi và từ chiếc xe vi phạm này, hành vi trộm cắp của Dũng và đồng bọn bị lật tẩy. Về trại giam Ninh Khánh cải tạo ở đội làm cói, Dũng bảo công việc của ông ta là khâu các miếng cói tạo thành những đồ dùng đựng nữ trang hay mỹ phẩm. Dũng bảo công việc này nhẹ nhàng và ông ta cũng đã quen rồi cho dù mới vào cải tạo được vài năm. Các bạn thấy đây, giang hồ uy tín để được gì? Khoác lên mình cái danh hão, trả giá bằng thời gian sống trong ngục tù. Sống được hơn 50 năm nhưng trong đời lại trải qua án tử, chung thân rồi đến án 30 năm giật chặn. Điều ân hận của đại bảng. Không biết có phải do bản tính hay vì nghĩ mình đã ở bên kia dốc cuộc đời rồi, có cố gắng cũng chẳng làm gì nên Dũng luôn tỏ thái độ bàng quan. Bằng chứng là từ ngày vào trại giam, kết quả cải tạo ông ta luôn ở mức kém và trung bình. Nói về gia đình, Dũng Độ nói, bố tôi là người Huế tập kết, mẹ cũng là phụ nữ có nhan sắc đã qua một lần chồng. Cả hai đều là những người từng có gia đình, đến với nhau rồi có thêm anh em tôi. Chúng tôi lớn lên đoàn kết nhưng vì mải chơi nên tôi đã hư hỏng. Dũng bảo sau khi ra tù, Dũng đã vào Sài Gòn lập nghiệp và chính trong quãng thời gian đó anh ta lấy vợ, nhưng cuộc sống gia đình với người vợ kém gần 30 tuổi chỉ kéo dài được một khoảng thời gian ngắn thì chia tay. Cô con gái sinh năm 2010 được giao cho vợ chăm sóc. Dũng như con chim sổ lồng, sống không mục đích trong những cám dỗ của ma túy. Bố mẹ tôi đều mất cả rồi, vợ thì đã ly hôn, đang sống ở nước ngoài. Có mỗi đứa con gái nhỏ thì đang ở với ông bà ngoại. Nói chung là cuộc đời chẳng còn gì. Nguyễn Tiến Dũng từng nói với ánh mắt đầy sự bất cẩn. Hiện người đàn ông khoác áo phạm nhân này đang cải tạo ở phân trại số 2, trại giam Ninh Khánh, Bộ Công an. Còn nói về chuyện khác, Dũng luôn gằn lên, đôi lúc tỏ vẻ dửng dưng như chẳng có chuyện gì. Như khi nói về gia đình, nói về người mẹ thân yêu hay đứa con gái bé bỏng, Dũng lại đổi giọng, tâm tình hơn. Điều khiến tôi buồn lòng nhất chính là không có mặt trong đám tang của mẹ. Hỏi về con gái, Dũng kể, tháng nào tôi cũng nói chuyện với cháu và lần nào tôi cũng phải nói dối vì nó cứ hỏi bố đi đâu mà lâu về. Mỗi lần nói chuyện với con, tôi phải chuẩn bị từ trước đó vài ngày để con bé không nghi ngờ thắc mắc. Dũng thật thà và cũng chán chường nói về tương lai phía xa của con gái khi con không được Dũng chăm sóc. Một vài năm nữa rồi cháu sẽ sang nước ngoài sống với mẹ nó thôi. Tôi dự định đến lúc đó tôi sẽ nói thật cho con biết về mình. Bây giờ thì chưa được vì tôi không muốn con phải suy nghĩ. Nó là con gái lại quá nhỏ. Tôi muốn con được sống vui vẻ. Hẳn người đàn ông này đã nghĩ nhiều lắm về những thăng trầm của cuộc đời mình, dù không bộc lộ suy nghĩ của mình. Nhưng chắc hẳn ông ta đã rất nuối tiếc về thời thanh xuân đánh mất. Dũng Độ lại quay trở lại với giới xã hội đen và tiếp tục phạm nhiều tội khác, đưa anh ta vào tình trạng phải thụ án tù. Dù đã trải qua nhiều án phạt, Dũng Độ vẫn giữ thái độ bàng quan và không có ý định cải thiện. Câu chuyện của Dũng Độ là một ví dụ về cuộc hành trình đầy bi kịch và sai lầm của một người đàn ông đã trải qua nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc đời. Còn các bạn có suy ngẫm gì về tiểu sử giang hồ Dũng Độ? 19 tuổi lĩnh án tử vì anh em xã hội ngồi tiếp 30 năm. Cay đắng nghĩ hai chữ gia đình. Hãy để lại bình luận xuống phía dưới bài viết để đội ngũ biên tập được lắng nghe. Đừng quên theo dõi tiểu sử giang hồ người nổi tiếng phát sóng vào 3 khung giờ, 11 giờ, 12 giờ và 18 giờ trên PKT. Kể chuyện giang hồ lừng lẫy không thể không nhắc tới Tế Điền Nam Định, dân anh chị nổi đình nổi đám.
quay ra kiếm tiền từ nền tảng mạng xã hội sau Chu Hải Bánh. Không chỉ ra tù sau bản án chung thân, rồi được giảm án sau hơn 20 năm tù với 7 tiền án tiền sự, bằng những tháng ngày trả giá trong trại, tế điên. Để kể lại câu chuyện đời mình khiến nhiều người hiếu kỳ và thích thú. Tuy nhiên, gần đây tế điên lại lên gặp Hải Bánh và nói lời xin lỗi. Hãy cùng PKT tìm hiểu tiểu sử của Nguyễn Văn Thùy, hay còn gọi là tế điên, và thực hư việc tế điên quy gối xin lỗi cựu trùm giang hồ Hải Bánh ngay bây giờ. Người ta chỉ biết đến cái tên Tế Điên Nam Định, chứ ít người biết đến tên thật của giang hồ Tế Điên là Nguyễn Văn Thủy. Tên thật Nguyễn Văn Thủy sinh năm 1976, nơi ở trú tại khu tập thể 3 tầng phường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định. Tiền án tiền sự 20 năm ngồi tù với 7 tiền án tiền sự. Năm nay 46 tuổi, nhưng Thùy đã có thâm niên ngồi tù gần nửa đời người. Mới gia nhập làng showbiz mạng được khoảng hơn một năm, Tế Điên được nhiều người biết đến khi thừa nhận bản thân đã phải trả giá cho những lỗi lầm trong quá khứ. Tế Điên kể chuyện rất thật và kể về những câu chuyện trong tù mà giới giang hồ không dám nghe rằng. Mới đây Tế Điên bất ngờ lên clip livestream tại nhà chú Hải Bánh. Cùng với đó là những lời nói thể hiện thái độ vô cùng kính nể với đàn anh. Sau đó, Tế Điên cũng đăng hẳn clip dài 4 phút nói về cảm nhận của mình sau cuộc gặp với chú Hải Bánh. Tế nói chú Hải vô cùng đẳng cấp, xứng đáng là bộ đội giả. Như vậy, không có chuyện Tế Điên gây gổ hay nói lời xúc phạm khiến chú Hải Bánh buồn lòng. Tế Điên chỉ muốn bản thân đem đến những câu chuyện chưa được kể về góc khuất trong nhà tù mà ít người biết đến. Tế Điên sở hữu cả 3 tài khoản YouTube với gần 25.000 người theo dõi, Facebook có hơn 14.000 lượt người follow, cùng với các kênh vệ tinh khác như TikTok cũng có hàng nghìn người theo dõi. Nói về tên gọi biệt danh này, Thùy cho biết biệt danh này được một người bạn tù đặt cho vì chính Thùy rất giống Tế Điên hoạt động. Được biết, thiền sư người Trung Quốc này tính tình cuồng phóng, thích dượng thịt, có những hành động không giống ai, nên có hỗn danh là Tế Điên. Tuy Điên, nhưng không phải là điên quậy phá làm người kinh người sợ, mà là đem lại cho kẻ ác một số báo ứng kinh sợ khiến phải chừa bỏ thói hư tật xấu, và khiến con người trở nên thiện lành hơn, không tự phong thánh hóa thần mình lên. Tế Điên, Nguyễn Văn Thùy tự nhận thức mình là một tay giang hồ, may mắn được đảng và nhà nước khoan hồng, được về sau hơn 20 năm tù giam giữ. Tế Điên sám hối và coi cơ hội này như cơ hội được sống thêm lần nữa. Và xem clip sẽ thấy người Tế đầy mùi màu mực xanh đỏ, vết hằn của những tội ác và quá khứ ăn chơi. Nhưng khi gặp gỡ hay nói chuyện với bất kỳ ai, Tế đều một câu dạ hay câu vâng, rất biết điều và phải phép. Điều này hiếm thấy ở một tay giang hồ mới nổi nào hiện nay. Có lẽ do trải qua những ngày tháng khắc khổ, cùng cực và tuyệt vọng nhất của cuộc đời, Tế Điên càng trân trọng hơn cuộc sống hiện tại. Kể về quá khứ lẫy lừng khiến bao băng đảng khiếp sợ, Tế Điên tham gia trong băng cướp A Đây Rồi nổi tiếng khắp thành Nam thập kỷ 90 của thế kỷ trước. Khi mới hơn chục tuổi đầu, Nguyễn Văn Thùy khi ấy còn được gọi là Thùy Con hay Thùy Trộm, bé tí nhưng đã xách dao cùng đồng bọn chặn người đi đường cướp tài sản. Băng cướp được đặt tên A Đây Rồi, đơn giản chỉ là khi nhìn thấy con mồi, Thùy cùng đồng bọn la lên A Đây Rồi và ngay lập tức vào việc. Cướp bất kể thứ gì quy được ra tiền, không ngại va chạm. Bản thân Thùy cũng từng xử lý liền lúc vài nạn nhân. Chỉ cần họ ú ớ định kêu hoặc có ý định chống đối, khi đó Thùy còn đang tuổi vị thành niên. Nhưng cuộc đời gió bụi của gã giang hồ này đã phải tính từ năm lớp 4. Ăn học không đến nơi đến chốn, bỏ học ngang lớp 4 là đi bụi. Khu ga Nam Định những năm cuối thập kỷ 90 là một điểm đen về tệ nạn xã hội, mà nhà Thùy chỉ cách ga vài trăm bước chân. Ban đầu là theo bạn bè bán nước cho hành khách đi tàu giải khát, sau là đá xe đạp trộm cắp móc túi. Mới 8-9 tuổi nhưng gã chỉ thích ngủ vỉa hè, đập mảnh chiếu che mũi. Mẹ của Thùy đêm nào cũng đi tìm con, nhưng cứ nghe tiếng mẹ gọi Thùy ơi là gã lại lẩn mất. Người mẹ đau khổ này có đến mấy chục năm dài đằng đẵng đau buồn vì thằng con hư. Chỉ thị 1-3 năm được thí điểm đầu tiên ở thành Nam và tất cả những thành phần như Thùy con bị đưa đi trường giáo dưỡng hết. Khi ở trường giáo dưỡng trở về, Thùy lại trộm cắp và nhập trại sau 3 tháng về nhà. Đi thêm một tăng về tội trộm cắp nữa cho đến năm 1994, thì gã gia nhập băng cướp A Đây Rồi, và từ đây gã vào tù như cơm bữa,
với đủ tội trộm cắp, cố ý gây thương tích, mua bán trái phép nàng tiên nâu, tới mức các cán bộ quản giáo mỗi lần thấy gã quay lại chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Sau tăng A đây rồi, về được đúng 2 tháng, Thùy rủ đồng bọn tên là Nam Cộng, xách dao kiếm đi trả thù một kẻ có tên là Đăng Hà. Hai gã giang hồ đến tận nhà Đăng Hà, khi đó đang ngồi chơi với bạn gái ngay trước cửa. Đăng Hà chưa kịp nhận ra hai kẻ đứng trước mặt mình là ai thì đã lĩnh đòn thủ. Vụ này Thùy bị bắt ngay sau đó và bị xử 3 năm tù. Về được hơn 4 tháng, Thùy lại đi tiếp. Lần này dài hơn vì liên quan đến hàng trắng. Thụ án tròn 8 năm ở trại giam Nam Hà, đến năm 2012 mới được về. Thùy kể, tôi không được giảm án một ngày nào vì liên tục vi phạm kỷ luật. Sau tăng này, gã lại đi thêm một tăng nữa và thụ án ở trại giam số 6 Nghệ An chỉ sau khi về nhà 8 tháng. Đúng như chú Hải Bánh từng nói, đã coi tù là nhà. Và trường hợp của Thùy Tế Điên cũng vậy. Sau khi thụ án được hơn 20 năm, trải qua cảm giác ăn chưa được bóng môi, chưa cảm nhận được miếng thịt thế nào, trải qua tháng năm làm tiền tệ nhân dân hay chân đèn đóm, Tế Điên được về. Đến nay Tế Điên về đã được gần 8-9 năm, đã có được một cuộc sống yên ổn bên vợ con 6-7 năm nay. Tế Điên tâm sự thật lòng, lần đầu tiên trong đời tôi được làm căn cước công dân, trở thành một người công dân đúng nghĩa, chứ trước đó đi tù suốt, không có thời gian sử dụng đến chứng minh nhân dân. Cái tên Tế Điên là gã được một bạn tù trong trại giam Nam Hà đặt cho vì thấy tính tình Thùy nhí nhố, nghịch ngợm. Lại cười nói suốt ngày, giống hệt nhân vật Tế Công trong phim bộ Đài Loan ngày trước. Sau này làm YouTube, gã thấy cái tên đó cũng hay hay, bèn đặt luôn cho kênh của mình. Đầu năm 2022, Thùy bị tai nạn gãy chân, phải nằm nhà suốt không làm ăn được gì. Được một người bạn, người anh trước đây cũng đi tù liên miên, giờ về làm YouTube và đã thành công. Thùy lần mò học theo và bây giờ sau hơn 3 tháng, kênh của Thùy thu hút đông đảo người theo dõi. Chuyện của Thùy thì không có gì ngoài chuyện tù, nhưng từ những chuyện thực tế cuộc đời mình, gã giang hồ đã đến lúc muốn tìm chốn bình yên này bảo. Tôi muốn kể về những câu chuyện của tôi, những nhân vật tôi gặp trong tù. Họ đều là những người mắc sai lầm, có tội và bị pháp luật trừng phạt. Để các bạn trẻ, các cháu đang chập chững bước vào đời, hãy nhìn vào đó mà làm gương, tránh cho xa. Ở nhà ăn cơm với bố mẹ, với anh em ruột thịt, với vợ con là sướng nhất. Đừng nghe mấy thành phần bất hảo dụ dỗ, mấy thứ đạo nghĩa anh em vớ vẩn mà chôn vùi tuổi trẻ tươi đẹp sau sọc sạc, làm đau lòng cha mẹ. Giờ đây mỗi ngày Thùy lên mạng kể chuyện đời mình, kể chuyện các bạn tù và không quên rút ra các bài học, nhắc nhở các bạn trẻ tránh xa hàng trắng, tránh xa nhà tù, để có được một cuộc sống nghèo nhưng yên bình như bây giờ. Gã nói rằng mình rất biết ơn những người quản giáo như thầy Ngô Văn Dụng ở trại giam Nam Hà. Thầy Dụng động viên giáo dục Thùy rất nhiều. Những lúc gã ốm đau, thầy Dụng tự bỏ tiền mua thêm quả bánh, hoa quả động viên gã. Còn các thầy ở trại giam số 6 thì cực kỳ nghiêm khắc. Nhưng chính sự nghiêm khắc ấy đã giúp cuộc đời Thùy chấm dứt với nàng tiên nâu và bước sang trang mới. Hỏi mơ ước lớn nhất của mình là gì? Thùy nói, tôi chỉ mong mỗi ngày được ăn cơm 3 bữa do chính tay người vợ tảo tần của mình nấu. Cơm rau cà cũng được, nhưng đầm ấm, đầy đủ vợ chồng con cái quây quần. Không mong ước gì hơn. Đêm ngủ giật mình mở mắt nhìn thấy vợ bên cạnh, không có nỗi sung sướng nào bằng. Vậy thôi, những người như Hải Bánh, Thùy, dòng chơi đến 2/3 cuộc đời vô nghĩa, cuối cùng cũng chỉ mong được sống là một người bình thường. Người thì bảo tu rồi, người thì mong được ăn cơm vợ nấu. Chưa biết họ có thực hiện đúng như những gì họ đang thể hiện trên mạng xã hội hay không. Còn chúng tôi, những nhà báo chuyên mảng pháp luật, chỉ mong không bao giờ phải gặp những người này trong cảnh tù tội thêm một lần nào nữa. Còn các bạn có quan điểm gì về những câu chuyện giang hồ đầy bí ẩn? Cùng để lại suy nghĩ dưới phần bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ấn đăng ký và like để xem tiểu sử giang hồ mỗi ngày trên PKT.